500. Ừ. Đúng luôn này. Con nào dùng Colourpop? Con nào? Chào ba. Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với những trò chơi mặt nhẽo của Minh Thư. Hôm nay thì bọn mình sẽ tham gia chơi một cái trò chơi là sự kết hợp giữa hai trò, một là What in her bag và hôm nay bạn mang gì. Tức là sẽ kết hợp cả hai và cuối cùng là ra một cái trò là bạn gái bạn mang gì. Tức là bây giờ bọn mình sẽ phải lục đồ. Có. Quả túi không phải là Gucci mà là Google đấy các bạn. Rất là xịn. Mi hack ở văn phòng và bây giờ chúng cùng tìm hiểu xem trong túi Mi có gì nhá. Và chúng ta sẽ có hai miếng pin này. Hai miếng pin này. Bạn thân mình tặng. Rồi bây giờ trong này chúng ta sẽ có một cái món đồ mà mình tự tin là mình có thể đoán được chắc chắn giá của nó là 20 triệu của mấy trăm phẩy mấy ấy. Mình nhớ khá là rõ luôn. Bởi vì cái này thì không bao giờ có thể quên được vụ ở Bali. Rất cảm ơn những người dân ở Bali thân thiện cho biết. Rồi chúng ta tìm tiếp. Ở đây cũng có một cái món đồ rất là đặc biệt là một chai sữa Ensure Original. Cái chai này thì mình nhớ không lầm là bán là bao tiền ở Vinmart ấy nhỉ? Hai mấy nghìn. Ai hỏi anh thế? Thế á? 50 nghìn một chai đấy. Không, 50 nghìn một chai đâu. Hôm đấy anh mua 5-6 chai Mi mà có đến 300-400 nghìn đâu. 50 nghìn mà em. Thật á? Ngày xưa tao phải uống cái này để tăng cân ấy, xong kiểu nó tăng của quá đà ấy, kiểu dừng lại được ấy. Từ cái này Mi phải uống bởi vì là Mi niềng răng nên là Mi cần bổ sung thêm dưỡng chất. Quyển sổ vẽ bậy này thì mình chịu, mình không biết cái này là mua ở cái chỗ gần nhà anh đúng không nhỉ? Đúng rồi. Cái này là mình sổ Gucci. Mình xin nó phép mạnh dạn đoán cuốn sổ này giá 40.000. Em không nhớ. Chưa nhớ. Kiểu cảm giác cho này nó tự chơi mình ấy các bạn. Kiểu CAV. 120 quyển này á? Sổ Gucci ấy. Ở đây thì mình có một cái tờ giấy ăn nhỏ. Tuy nhiên các bạn, đây không phải là rác đâu các bạn. Cái này là bên trong là bọc tăm. Ở đây mình có 5 cái, tôi cứ tính khoảng 1.000. Cái tăm nước. À không, cái này là cái chỉ nha khoa nhỉ. Cái này thì không nhớ giá bao nhiêu, cái này bao tiền nhỉ? Trăm mấy sao hay là mấy chục ấy? Quan trọng là cái này. Cái này như là khoảng độ trên một dưới 1 triệu đúng không nhỉ? Ừ, đấy. Còn nữa. Tăm chả kẽ răng các bạn ạ. Đấy. Và chúng ta sẽ đến với một món đồ cuối cùng. Và thật ra là món đồ cuối cùng này sẽ bao gồm rất nhiều các món đồ cuối cùng khác. Xin chào các bạn, đây là phấn mắt. Như là khoảng độ 40 euro thì phải. Bẩn không? Đấy, bẩn như này là gì? Là dùng nhiều ấy đồ. Lâu đó khoảng vài triệu các bạn. Triệu ở đây đồ thì... Đồ make up của em là đơn giản lắm. Ở đây có mỗi toàn mark này là 800 đúng không nhỉ? Không, 5-600 gì đó. 5-6. Heroin, make up, lâu trôi, siêu lâu trôi, siêu đỉnh. Vâng, mascara, ma túy, heroin. Nhưng mà cái này lâu lắm em không dùng. Em để vào đây. Ôi, nó hết rồi này. Bút này trị giá 0 đồng. Thế là chỗ này là đâu đó khoảng độ 3-4 triệu rồi các bạn. Đây, 3-4 triệu trên tay mình đây. Triệu 2, 3 triệu 9, triệu 2 là 5 triệu 1. 5 triệu 1 cái này hơn 1 triệu, thôi tính là 6 triệu 1 đi. 6 triệu 1 30, 6 triệu 1 40, 6 triệu 2 40, nữa 30 mấy nghìn nữa, 6 triệu 2 90. Còn 20 triệu nữa thì tổng cộng cái đống này của các bạn là khoảng 27 triệu. Cơ bản mà đúng không các bạn? Cơ bản mà, bây giờ riêng cái điện thoại đã 20 rồi. Nếu mà để chọn ra một món đồ mà mình nghĩ rằng là nó không xứng đáng nhất với món tiền, đó chính là món đồ này. Bởi vì lẽ ra bọn mình không nhất thiết phải mua nó, nhưng mà tại vì là đấy, rất nhiều anh em Indo văn minh đã làm cho mình phải mua cái điện thoại này nên là chắc là món này là món ít đáng tiền nhất. Không, nhưng mà dùng vẫn rất là thích. Dùng thì vẫn là thích rồi. Và cặp đôi tiếp theo là mình và chị Yến. Cười gì? Tại vì em kiểu bối rối, em chưa bao giờ kiểu lục túi của phụ nữ, bây giờ lại còn là một người chưa bao giờ lục túi người yêu à? Đã có gia đình. Em không bao giờ lục túi ấy, em cảm giác kiểu cái đấy là kiểu xâm phạm đời tư đấy. Mọi người thường ví là túi phụ nữ kiểu một cái hố đen vũ trụ ấy. Đấy là lý do mà chị bây giờ ấy không bao giờ dùng túi to nữa. Bởi vì chính chị cũng cảm thấy nó như một cái hố đen chứ không phải là vậy. Mình không tìm được. Ừ. Thế là túi này gọi là túi gì ạ? Có tên không ạ? Túi này á? Túi này gọi là túi sách đeo túi chéo. Sách. Okay, túi sách đeo chéo. Thế là thương hiệu LIN, Lin. Quá. Ừ, đấy mở đi. Vâng, bây giờ em xin phép ạ. Toàn giá túi á. Cái chất lượng da này khi sờ vào 10 triệu. Không đắt thế đâu. Không đắt thế à? Ừ, 1.9 triệu. 1.9 triệu, 2 triệu, tầm đấy. Ở bên ngoài thì có một cộng. Tay nghe, chị ơi sao chị không mua AirPods hả chị? Hả? Sao chị không dùng AirPods? Chị sợ rơi lắm. Chị sợ rơi? Ừ. À đấy là lý do tại sao mà chị Yến vẫn... Thực ra là chị cũng thích đấy, nhưng mà chị cũng thích nhưng mà chị chưa mua. Em vẫn đi xem này nữa. Ngăn này hết rồi. Giá cái này là tặng kèm mà đâu có giá. 400.000 á. Ôi, hàng bóc máy nó phải khác cho em, phải hàng kèm theo máy và hàng zin nó phải khác. Rồi, ta bắt đầu đến với cả vũ trụ bên trong này. Đây, đầu tiên cái này dễ đoán nhất này, là chiếc điện thoại XS Max 256 kia. Ok, quỳ 25 triệu đi. Còn tính phiên bản. Còn mày không tính cái ốp của chị à?
ốp này của shop yêu máy bay vlog đấy. Ốp máy bay vlog hình như bán 100k. Một chợ đấy, em ra 99.000 đấy là 100k. Mọi người để liên hệ máy bay để mua những chiếc ốp xinh xắn như thế này nhé. Bay sạch nhiều. À đây à? Không bán nữa rồi. Thế còn để có thể liên hệ với mình tại vì mình vẫn còn chiếc màu hồng nữa. Mua thừa. Thêm với cả cái này 25 triệu đi. Là 27 triệu. 25 triệu 100. 25 triệu 100.000 là 2,5 triệu. 25 triệu rưỡi. Không ạ. Alo. 27. Chưa rồi. 27 triệu 4 rồi. Máy tính em. Thêm 100.000 là 27 triệu rưỡi. Đây là cái này em nhớ không làm được kẹo đúng không? Ừ. Đây là kẹo. Cái này các bạn có thể mua ở dưới Vinmart với giá khoảng tầm. Không em ơi, cái này không có Việt Nam đâu. Các loại màu tím này không bán Việt Nam, chị phải nhờ Minh Múc đi Thái mộ chị. 30.000 một gói. 30.000 một gói. À, đây là gel rửa tay chị Yến lúc trước hay bán order hộ mọi người cái lọ này. Đây là mùi black cherry. Mức giá của nó là 1,95 đô. Tầm 40-50.000. Sai. Về Việt Nam giá nó phải khác chứ. Nó đi máy bay về mà. Em quên mất tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Em quên mất tính thuế VAT rồi thuế này có thứ nữa nhỉ? 80.000. Sai. 70.000. Vũ trụ thuốc các bạn ạ. Tại sao lại nhiều thuốc này ạ? Alpha Tri mình biết cái này, đây là thuốc cho hậm. Đúng không ạ? Thuốc chống viêm. Chống viêm. Kháng viêm. Thực ra ngậm cũng được em ạ. Chị hay ngậm hoặc uống cũng được. Ok. Cái này ngon lắm. Ồ, vỉ này chắc là tầm 10.000 thôi. Vớ vẩn. Đoán lại đi. 30.000. Gần đúng, 35.000. Quên người yêu nó bị đau bụng chắc là nó mua. Đây, bên trong này có một thỏi son. Gila. 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 Màu đỏ nâu. Màu số 1, đỏ nâu. 300.000. Chưa đúng. Chưa. Tầm 260. 260. Ừ. Đây, tiếp. Ô, cái gì này? Pin Lion 20 của Canon. Trời ơi, cái này là bảo bối mình đấy các bạn. Mình không bao giờ quên ở trong túi luôn. Nói chung là túi của chị mà túi nào chị cũng sẽ để một cục pin. Thế chị có bao nhiêu cái túi ạ? Bông ơi, viên pin này bao tiền nhỉ? 400.000 viên pin này á? Bông mộ mình pin sơ cua. Là những người phụ nữ của gia đình rồi, chúng ta nên chuẩn bị tiền mặt là cái chắc chắn luôn. Và các bạn có thể thấy rằng là cái màu mình đoán được bao nhiêu chứ? Cái màu em chỉ xé các bạn xem cái màu mà nó tuyệt vời nhất. Đó là cái màu xanh xanh hơi ngọc ngọc các bạn. 5 củ. 5 củ để xem nào, không đúng 5 củ thì mày chết. 1, 2, 3, 4. 4 triệu 200 nghìn. 4 triệu 250 nghìn. Sao chị lại cầm nhiều tiền mặt thế? Bình thường mình cũng cầm tại nhiều. Tại vì bình thường Minh Múc nó hay mơ ấy, là đến là nó hay rủ mọi người. đã bao giờ, đã lịch sử đã bao giờ có một lần nào mình thăng hoa trong việc mơ chưa? Chưa. Lần trước mơ gần đúng rồi. Xong này có thẻ nhớ Kingston 128 nghìn, mình nhớ thẻ này là thẻ mình tặng chị Yến. đang trong cái lúc mình vẫn nhớ nhìn luôn đấy, mình với anh Phong đang quay chị Yến ra, ui nhiều thẻ thế. Thế xong rồi chú bảo chứ chị lấy không, em cho chị đấy. Ui 128 GB luôn á. Ui sao. Nhưng mà phải mình có lúc ấy mình bán chảy. Tại vì lúc ấy mình sợ mọi người sẽ bị kiểu pin với thẻ nhớ là mình rất hay để trong túi. À nhưng mà em tưởng là thẻ của thẻ quan trọng với chị là bởi vì là các em tặng. Thì đúng là như thế mà. Vâng ok ạ. Ừ. Nó trong tầm 3334 và lại xong rồi thêm đống thuốc này. Đấy, cái tầm đấy, quy lên là 40 củ. Không bao giờ nghĩ là một cái túi nhỏ, có một cái kích thước nhỏ như thế này. Ừ, nhỏ như này chị đã để tối đa rồi, mọi thứ có thể để. Bởi vì chị hay dùng cái túi nhỏ nhỏ ấy. Để xem túi của cô giáo có gì nào. Các bạn có thể nhìn đây là cái túi rất là chuẩn của một cô giáo. Bút bi cái thứ này, thật là đậm chất giáo dục. Đeo như này để tao ngồi họp này. Ừ. Xong rồi cầm bút ngồi họp này, xong rồi cứ thỉnh thoảng lấy lên như này. Đấy, thế là không thể mà bút vào. Mình chắc chắn đây là một túi hàng hiệu, bởi vì sao? Bởi vì đây, hiệu là Fula. Và đặc biệt một cái là cực kỳ ăn bút bi, cực kỳ ăn bẩn. Đấy, dính vào là không thể tẩy được. Trị giá lên đến hàng 100.000 đồng. 300 à? Không 300 phải đắt, 150. Không, hạnh thì không thể dùng đồ 150 được. Nó đổ 300 thì lại càng kiểu cảm thấy nó. Cameraman gợi ý số 2 kìa. 200 à? 200 á? 2 triệu á? Ooh, cái túi là 2 triệu á? 5 triệu á? Ôi, từ. Fula này là brand thật à? Là hàng hiệu thật à? Oh shit. Xin lỗi cô giáo, hãy tha cho tầm hiểu biết hạn hẹp của em học sinh này. Em bao nhiêu? 5 triệu thật à? Đây là cái khẩu trang, cái chắc rồi, nhưng mà tao nhớ là cái khẩu trang này là cái mà ở trên Facebook hay chia sẻ một cái hình là cắt cái đế giày đấy. 20.000 một cái. 120.000. Đúng một số lẻ. Ui. Đứa nào hãm hại mình cho mình ngồi gần đại gia ngầm nha. Ui. Thực là đắt sắt ra miếng luôn, vì cái này đeo rất là thích. À cái này thì ui tự tin quá, cái này iPhone 11 thì thôi chắc khỏi phải nói giá đúng không? À cái này đúng rồi, có nghe đấy. 70.000 hàng gốc là 45.000 nhưng phải xách tay qua máy bay là độ giá.
Uầy, trong cái túi to là có một cái ví nhỏ. Mình toán cái ví thôi, còn bên trong thì mày không cần mở đâu vì nó không có gì. Ngăn đấy là cái ngăn là bí mật. Ê, chính xác là trong này bạn Hạnh dắt túi là 1 lít lẻ 12.000, à 13.000, rất thông minh. Mình đánh giá ví của một người con gái để 100.000 trong ví rất thông minh, bởi vì tao ấy cả bạn Quy đã từng kiểu để 500-600 trong ví xong rồi đi bị Thế nên là 100.000 là rất chính xác. Ngoài ra thì bạn Hạnh có rất nhiều thẻ ngân hàng. Uầy, 3 cái thẻ các bạn ạ. Uầy, trông kiểu khác nhau vậy. Cái chứng minh nhân dân của bạn Hạnh đó, bình thường thì chứng minh nhân dân là một cái mà không ai muốn cho người khác xem hết, bởi vì cái mặt lúc chụp chứng minh nhân dân rất là ghê, nhưng mà bạn Hạnh rất tự tin cho mình xem, chứng tỏ là nhan sắc là kiểu có thừa ấy. Vascara, ủa nghe cũng sang bồng. Thế bao nhiêu? 850.000. 850.000 cho một cái ví là bông ấy. Bông đứng sau máy quay đang hỏi ví em đang dùng giá bao nhiêu tiền. Ví bông mua 150, ví tao mua, tao được cho, bố tao cho, tao không biết là bao nhiêu nhưng mà tao dùng mấy năm rồi. Lại đây là một cái ví 850 trong một cái túi 5 triệu. DHC Color Lip Cream. Đây, cho các bạn nhìn rõ cái son này cho các bạn biết được. Son dưỡng à? Ừ, màu. 400.000. 300. Không, chị nói thách thế nào, em chốt giá cuối là 2 lít. 2 lít nha. Đúng chân. Ta. Tại sao son lại dài này? Mình đã nhìn loáng thoáng chữ Make in Germany rồi các bạn ạ. 2 trong 1 là gì? 2 in 1 là sao? Nghĩa là vừa dưỡng vừa son vừa màu đúng không? Vừa đánh má, vừa đánh son. Có 2 cái má, 2 cái má là 200. À, vừa đánh mồm, 2 mồm, 1 trên 1 dưới, mỗi cái 100, 400.000. 400 ba mấy ấy. Cái này không phải bút bi đâu, cái này là bút mực mà. Bút nước. Bút nước đúng không? Bút nước giả bi. Nó là 50 các bạn. Rồi, không biết là từ nãy giờ thì nếu như mà so ra thì cái túi của Hạnh mà so với mấy người khác thì như thế nào, nhưng mà nó cũng đủ khiến mình toát mồ hôi hột. Và mình kiểu bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì tầm hiểu biết hạn hẹp của mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử lục túi của mây xem là ở trong túi này nó có cái gì. Bạn lên ba lô này, nhìn nó nát thế này thôi. 2 triệu. Wow. 1.6 triệu. Thôi, ngăn hẹp hỏi quá. Chê dê mê, túi này bao tiền? Túi này, đây lấy đồ miễn phí. Cái này, mở ra nó tung tóe. Này 50.000. Điên à. 160. Đây là son. 100. Bị điên à, son carbon đi double D và 100, so fake à. Nhưng mà thực ra mình không nhớ giá lắm, nhưng mà nó tầm khoảng 400 hay sao ấy. Đây là bàn chải đánh răng. Đây. Bàn chải đánh răng đây. Đánh răng một cái này ra xem nào. Không phải. Cái này 200. Đây mở và nó ra, phải biết nó là cái gì đã chứ. Đây là bút chì. Đây là bút chì các bạn ạ, đây là bút chì. Bút chì để làm gì? Để vẽ làm gì? Vẽ gì? Người, con gà, nhà, mặt trời. Vẽ cái gì mà mi không có ấy? Chim. Chim sao mồ côi. Chim trắng. Không. Ủa thế mi có chim hả? Lông mày. 200. Đúng. Ê. Nào đọc tiếng Anh đi, thể hiện khả năng tiếng Anh nha. RMIT. Mentholatum Medicated Lipstick Quickly Lip for the Eye Chap Correct Lip. Đây là son nẻ. Son dưỡng. Ừ. Thỏi này chắc 50.000. Đây này thôi đúng rồi. YSL. Yếu sinh lý. 2 triệu. 760 điên là nó mua sale thôi. 2 triệu. Điên à, cái này có 400 thôi. 200. Cái này là cái gì? Pro Conceal. Conceal là gì? À, HD High Definition, đây là màn hình. Đây có chữ HD này. 200. 150. À, Trang và Kiệt, đây ví của Trang và Kiệt đây. 2 triệu mấy nhỉ? Đây nè, hồi đi mua cùng máy bay có 900 thôi. À, à, cái này thì vài trăm triệu rồi. Có, không phải, không có đồng nào đâu. Chả có gì. Ví thì có gì, còn không, cho đảm bảo là không có ảnh của mình. Này đây thầy, này, có hai cái xong rồi không có, còn ảnh mày cởi chân nữa. Xinh. Phải dơ ra. À, đây là palette màu. À, tao biết rồi đây. 500. Ừ. Đúng luôn này. Con nào dùng Colourpop? Con nào dùng Colourpop? Chưa có người yêu cũ nào của tôi mà phải dùng đến cái loại này cả. À, yêu xưa có gì không? Đây,
Đây cái bao này thì hình như là mình nhớ rõ giá tiền là khoảng hơn 200.000. Đây, đeo XPS 13. Bây giờ sẽ là màn review đắt thực. Đó, và đây không phải là một video quảng cáo 20 mấy triệu gì đó. Một cũ lại. Thì nói chung là tổng hết cái số đồ này thì tính sơ sơ thì đâu khoảng khoảng tầm cho làm tròn là 20 triệu đi. Đấy thì ngày nào người yêu mình cũng đeo 20 triệu ở trên lưng. Đây là phần lớn là cái laptop của nó, mà đầu tư cho công việc phải đầu tư một cái laptop tốt mình mới có tâm trạng để làm việc tốt. Nó là tất cả là một cái sự đầu tư cho công việc chứ không có cái tính cá nhân nào ở đây hết. Trang điểm của mình rất là rẻ thôi. Ok, và bọn mình vừa hoàn thành xong cái thử thách là bạn gái bạn mang gì ngày hôm nay. Một cái thử thách mà nói thật là mình chơi xong mình cũng không hiểu được mục đích của cái trò này lắm. Mình cũng chưa nhìn ra được cái giá trị nhân văn hay giá trị nhân đạo gì trong cái trò chơi này. Tuy nhiên thì các bạn nghĩ gì về thử thách này và các bạn đã bao giờ thực hiện nó chưa? Thế để lại comment ở ngay phía bên dưới nhá. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thứ hai đừng quên ấn like, share cũng như là subscribe cho Đường 2 Channel. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.